Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất hàng ngày. Ở trong clip ngày hôm nay thì em có vẻ là một ít mic không dây dòng tí tím. Đây cái đầu thu của nó. Dòng mic này thì rất là hay. Có tự ngắt tiếng nhất các kiểu. Đây là một cái dòng mic hàng nội địa của Trung Quốc. Nhưng các bạn biết đến những dòng mic vỉ tím rồi thì nó rất là được nhiều người săn đón, yêu thích. Đây là toàn tiếng Trung Quốc, không hiểu gì luôn. Sơ đồ nó. Con này là sản xuất năm tháng 5 năm 2019. Cái đòn mic này nó vẫn còn rất là mới nhé mọi người. Hàng xịn chính hãng. Nhìn vỉ linh kiện chip IC giấy digit. Con này 4 hộp sóng. Đối với dòng 4 hộp sóng này thì sẽ hay hơn là sử dụng 2 hộp nhé mọi người nhé. Trước mặt cái màn hình của đầu thu này thì nó có một cái lớp ni lông. Mọi người không thích thì có thể bóc ra thì nó đẹp như mới. Ở sau thì có đường jack cắm ca lông xuống cái nối xuống bàn mixer. Nếu có sử dụng bàn mixer không thì sử dụng đường jack 6 ly này là được cả hai mic. Đây nhá. Thì cái mic này em mua là mua hàng chọn lọc nên là toàn những cái bộ đẹp nhất và còn tốt nhất. Đấy. Hàng nội địa nhé mọi người nhé. Chơi đoạn này thì không phải xin. Em về được có ít này thôi. Giá là 2.200.000 bộ. Đang chờ, nó đang bị thiếu dâu. Người ta gửi vẫn thiếu dâu với lại nguồn. Em đang chờ nguồn với lại dâu về. Đây, còn cái mic nó đẹp, nó sạch sẽ. Cái giọng mic nó sáng bóng như này. Thì khi mình đưa lên miệng mình hát, cảm giác nó không kiểu là nó bị khó chịu ấy. Nhiều cái con mic nó rất là bẩn, khi mà cầm cái mic lên này, nhìn cái mic, cái dọ của nó đã cảm thấy rất là khiếp rồi. Mình đưa vào miệng mình này, nó làm sao nó còn hứng để mà hát nữa đúng không ạ? Mọi người thấy cái thương hiệu của cái thằng người mà nó cầm đàn, nó gảy đàn như này. Ở cái hãng loa của nó ấy, cái hãng loa của thằng này thì nó làm cái thương hiệu của thằng Anh Quốc hay sao, em nhớ không nhầm, nó của Anh Quốc. Đấy. Những cái dòng loa của nó rất là đắt. Và thường những dòng loa của nó thì nó hay sử dụng những cái bát, cái tép của thương hiệu Phyto. 2.200.000 bộ, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại trên đây. Để ngắt đầy đủ nhé mọi người nhé. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần. Cái mic rất là hay, có độ dày sáng, thoát mic. Em đang test với cổng loa GX, cổng loa GX Max 30. Đây cái đầu thu của nó đây. Nếu như mọi người sử dụng những dòng vang số thì lựa chọn những dòng như những con vang M6 này, những dòng vang số tầm nó kiểu như dòng X5 ấy, rất là hay và rẻ.